Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về bánh kem. Bánh kem là một loại bánh ngọt được làm từ nhiều lớp bánh bông lan xếp chồng lên nhau, phủ kem béo ngậy và trang trí với nhiều loại topping khác nhau. Bánh kem thường được sử dụng trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ kỷ niệm, ngày lễ. Lịch sử bánh kem. Bánh kem có nguồn gốc từ thời cổ đại, khi người Hy Lạp và La Mã nướng bánh mì dẹt và phủ mật ong, trái cây và các loại hạt. Bánh kem hiện đại xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 17 ở Pháp. Bánh kem trở nên phổ biến trên toàn thế giới vào thế kỷ 19. Loại bánh kem. Bánh kem có nhiều loại khác nhau, phổ biến nhất là bánh kem sinh nhật, được trang trí với nhiều hình ảnh và màu sắc khác nhau, phù hợp với chủ đề sinh nhật. Bánh kem cưới, thường có màu trắng hoặc kem, được trang trí với hoa hoặc các biểu tượng lãng mạn. Bánh kem mousse, có lớp kem mềm mịn, thường được làm từ trái cây hoặc sô cô la. Bánh kem tiramisu, có hương vị cà phê và rượu rum đặc trưng. Cách làm bánh kem. Bánh kem được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau, bao gồm bột mì, trứng, đường, sữa, bơ, kem, topping. Cách làm bánh kem cũng khá phức tạp, bao gồm các bước: làm cốt bánh, làm kem, trang trí bánh. Giá trị dinh dưỡng. Bánh kem là một món ăn ngon nhưng cũng chứa nhiều calo và chất béo. Nên ăn bánh kem một cách điều độ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Bảo quản bánh kem. Bánh kem nên được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4C. Bánh kem có thể bảo quản được trong 2 đến 3 ngày. Lưu ý khi ăn bánh kem, nên chọn mua bánh kem ở những cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng. Nên kiểm tra hạn sử dụng của bánh kem trước khi mua. Không nên ăn bánh kem đã bị hư hỏng. Bánh kem là một món ăn ngon và được yêu thích bởi nhiều người. Tuy nhiên, nên ăn bánh kem một cách điều độ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.